Công viên Thống Nhất là một trong số những công viên lớn của thành phố Hà Nội, được xây dựng từ năm 1958. Đây cũng là công viên được xây dựng trên một vùng đầm sình lầy mà nhân dân thủ đô đóng góp bằng ngày công lao động. Trải qua nhiều năm, hiện nay công viên đã được đầu tư khang trang, sạch sẽ, nhưng bên cạnh đó cũng đã có một số hạng mục xuống cấp. Từ xưa tới nay thì cái công viên này thì như các anh đã biết rồi, nó là cái lá phổi của thành phố rồi. Thế nên trong cái quá trình mà lâu năm rồi, rất là mấy chục năm nay rồi, thì tất nhiên cái lá phổi nó cũng bị hao mòn đi theo thời gian thôi. Thế thì tất cả về những cái chuyện ví dụ như đường đi rồi gạch lát rồi các thứ vân vân này, các thứ thì nó đều bị xuống cấp cả. Thế thì cái chuyện bây giờ mà thành phố có ý định nâng cấp nó lên thì tuyệt vời rồi, nhân dân hoàn toàn ủng hộ thôi. Thì hiện tại là có ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố là ban dân dụng đã trao đổi với công ty công viên Thống Nhất để cải tạo nâng cấp công viên theo cái hướng văn minh hiện đại hơn. Thì cái việc này thì các ông chí ở bên ban quản lý chuyên ngành sẽ nghiên cứu kỹ tất cả những cái yêu cầu đó và phối hợp với cả tư vấn để xây dựng cái lộ trình cụ phù hợp và đẩy nhanh cái tiến độ theo đúng như yêu cầu của thành phố. Trong số những công trình phục vụ cho số đông cộng đồng thì tại công viên cũng có những công trình mang tính chất kinh doanh thương mại không phù hợp. Thực tế này cũng là câu chuyện buồn đối với người dân thủ đô khi chứng kiến nhiều không gian xanh tại các công viên tuổi trẻ thủ lệ. Nó là cái công mang tiếng công viên nhưng mà nó toàn là hình thức dịch vụ để mà cho thuê cho mượn thì đấy, cái kinh doanh nhà hàng nhà hiếc linh tinh thứ mà. Rồi kể cả tiệc cưới tiệc ấy nó vụ hết cả trong ấy. Và thế thì cái gì công viên biến tướng. Từng tự hào là thành phố xanh nên người dân và giới chuyên gia rất mong đề án này sẽ được triển khai sớm. Đồng thời kỳ vọng thành phố cũng kiên quyết bóc tách các công trình xây dựng lấn chiếm gây mất mỹ quan và để có thể khoác lên công viên một bộ áo mới đẹp đẽ. Để tạo lại hồ nước và trồng thêm nhiều cây xanh và cái đường đi lại. Đấy là cái quan trọng, cái là thứ hai cái chỗ nào mà bị lấn chiếm thì giải phóng để cho nó nhân dân người ta, vì là thực tế là bây giờ dân Hà Nội mình ở đông. Nhưng mà bây giờ cái nếu mà so với thế giới thì cái thảm cỏ và cây xanh của mình là cũng là kém, thấy ít. Thế là cố gắng, thành phố cố gắng mà giữ gìn được thì nhân dân tôi là hoan nghênh. Cải tạo công viên cần thực hiện một cách tổng thể, tránh manh mún và phải có lộ trình khai thác, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực như đã từng xuất hiện tại một số công viên. Có thể thấy nguyện vọng chính đáng của người dân đó là thành phố ta sẽ có thêm những công viên hữu ích, thực thụ, hoạt động đúng với tính chất là không gian công cộng, tôn vinh vẻ đẹp đô thị. Vậy để mục tiêu như trên được hiển thị rõ ràng trên thực tế, hai lĩnh vực có liên quan trực tiếp đó là quản lý và quy hoạch sẽ cần phải làm những gì? Trong cuộc phỏng vấn ngắn dưới đây, kiến trúc sư Trần Huy Ánh có chia sẻ một vài quan điểm. Tôi cho rằng là trước khi vẽ ra những công viên mới thì chúng ta nên có một cuộc rà soát. Những công viên đã vẽ trong quy hoạch, những ô đất đã định ra là công viên, những ô đất đã định ra là đất công cộng đô thị, những ô đất đã định ra là cây xanh đô thị, chúng ta bắt đầu đừng làm việc gì mới. Hãy kiểm điểm lại các bản quy hoạch đó đã vẽ ra như thế và được quản lý đất đai như thế, được giao dự án để ra được cái quy được cái trách nhiệm của cá nhân tổ chức mà khi biến cái thành phố cây xanh của chúng ta trở một thành phố thiên về bất động sản và cái chất lượng xanh ngày càng suy giảm, thì cái việc đó đã làm niềm tin của cộng đồng dân cư Hà Nội tăng lên rất nhiều và cái sự tham gia của cả cộng đồng để xây dựng cái thành phố này sẽ lớn hơn rất nhiều. Cùng với việc nhận diện rõ những hạn chế đã kéo dài nhiều năm, cũng như là việc cải tạo xử lý tồn tại cả trước và sau khi tiến hành cải tạo các công viên trong thời gian tới đây, thì những bất cập sẽ sớm được giải quyết. Có như vậy thì các công viên mới thực sự trở thành điểm đến đẹp đẽ và mục đích phục vụ đời sống dân sinh sẽ được đảm bảo.